ngủ ngon, đừng cái gì hết trơn là ngon lành. Mà có giả sử như là mình sợ mình, mình sợ mình, rất là sợ mình. Chứ còn là thế lực nào đó, ví dụ ai nói thì nói, bỏ luôn luôn đi, mình sợ mình thôi. Chứ còn là mình làm chặt mình mới sợ, chứ không biết sợ cái gì hết. Chứ là ngay thẳng có thần độ cho. Làm chân chánh là tiên là Phật. Vậy thôi. Đạo á, đạo lo tròn yểu điểu tấm thân. Đạo lo tròn hoàng đi hiên ngang, cây đít còn quách quách, không sợ ai sau lưng hết trơn. Phải không? Lo tròn đi cốm rớm luôn. Sợ, con mắt giáo giác, nếu không có ai thấy mình không nghe. Thấy không? Đi không được tự nhiên. Dạ. Tôi nói gán đi, đạo lo tròn yểu điểu thân, đi cái tướng cành nhách nhách ngang nhách ngang phải không? Lo tròn đi chó không sủa. Chó không sủa. Cà rúm đấy vậy, tôi nói chi vậy? Làm gì chi vậy? Tôi nói mà thế gian này không thấy mấy thằng trộm không? Ừ. Nó đi nó gình mò không? Ờ, còn mấy người mà đàng hoàng nó đi chó sủa sùm nha, người đi tới đâu người ta lao sùm. Bật cháu gắt, cháu gắt. Dạ, thì thôi hôm nay đến thấy mấy chú cũng vì làm một cái điều hết sức là quý báu mà thầy tổ cũng rất là vui, tại vì thầy lúc nào luôn luôn cũng ở bên ta, tỉnh say trong giấc mộng qua mà mơ màng cũng tưởng như ta bên mình, tuy là hữu ảnh vô hình chứ dân lầm tưởng sân trình đáo lai. Mỗi chuyện là sân trình cửa khổng đó quý vị mình thấy, tại vì là tưởng rằng không có thầy, tưởng rằng không có tổ, tưởng rằng không thấy ai, nhưng mà thật ra lúc nào cũng bên cạnh mình. Thì thôi hôm nay con đến và cũng nghe chú Út, hiện giờ là hôm nay là mình đổ lên là được bao nhiêu, gần được phân nửa chưa chú? Chúng gần phân nửa rồi. Còn nếu mình bằng hết luôn đó là hồi nãy sớm chú nói là còn là khoảng bao nhiêu nữa? Bao nhiêu khối nữa? Còn bao nhiêu tiền đây, khối người ta không biết đâu. Khoảng bảy mấy triệu là đủ rồi. Bảy mấy ha? Dạ. Dạ. Còn có đó là cái phần mà sang đắp mặt bằng thôi nha. Ở trên là chưa có dính lưới, chưa có dính lưới gì hết trơn á. Nhưng mà ở đây đó thì cũng có mạnh thường quân, người ta chỉ hứa thôi, tụi nó sẽ giúp một phần nào. Cũng phải giúp rồi, cũng nhiều. Giúp ít nhiều. Rồi mình cũng tự lực cánh sinh. Như vậy thì người ta có người hứa là cũng không ít cũng phải nhiều, không nhiều cũng ít. Đỡ hơn cái là không hứa. Nhưng mà tôi sẽ quyết tâm làm thế nào đó, ao ước làm sao đây tới lễ 18 tháng 5 mình được an vị chân dung thầy á, đó là hết sức là mong muốn. Nhưng mà bây giờ ở trên cái phần ở trên đó thì thấy nó nhiều quá, mà ở đây thì chú Hậu đã biết rồi đó, ở đây bà con mình nghèo lắm, đi một ngày đó là đi vận động mà kiếm 2-3 triệu à, mà nói bạc trăm triệu thì thiệt là nằm mơ chưa có. Thiệt tình mà nói. Nhưng mà bây giờ cái tiền chế đó thì bây giờ sắc nó lên mà tôi không biết nhiêu. Có nghĩa là bây giờ của mình thì bề ngang nó là 10 mét mà dài là khoảng 25 mét, mà kém kém tiền mà làm 20 mét cũng được, làm cái khán đài á, cái lễ đài đó. Còn cái nhà bếp thì tôi cũng tự lo cây cối đi xin người ta làm đỡ đi. Dạ, thì trước mắt coi như mình cái nào mình tiện lợi được, nó ít tốn kém, tại vì mới mẻ thì lâu ngày đi rồi từ từ. Rồi mình muốn nói vấn đề đó là khớp trên thôi, còn chán nền lát gạch này nó là họ chưa có mới dám mơ ước nha, chưa có dám à. Dạ, lát xi măng thôi. Coi vợ là lát xi măng cũng chưa có mới dám mơ ước, làm sao có cái lễ đài đi cái đã. Dạ. Rồi ở dưới này mình đổ một lớp cát bụi lên, đá bụi á. Đá mi lên thì vậy là được rồi. Rồi từ từ mình nó lo thêm. Nhưng mà bây giờ đây khoảng chừng 4-5 ngày nữa là cái mặt bằng đã xong hết. Nếu không có mưa. Dạ, vậy quý rồi. Như vậy thì bây giờ còn cái khớp trên nó khoảng chừng chắc là không biết, nhưng mà độ nó sắc nó lên không dài mà nóng nắm bắt khớp được trên là nó mặt bằng khớp và tiền chế. Tiền chế. Ồ, tiền chế nhiều không biết đến đâu. Bởi vì sắc nó lên quá đi. Ừ. Vậy đi. Rồi bây giờ vậy thì kính thưa với mấy chú. Chuyến rồi con đọc cái danh sách đó, cũng như con nói chuyến rồi đó, là cái tên người này mà người này gửi mà đọc cái người kia. Dạ, cho nên con đính chánh kỹ lại. Hôm nay mong quý vị mạnh thường quân, cái đợt rồi đó là thằng Hậu có trao ở nơi khu vực của chú Út đây đó là 41.750.000. Thì đầu tiên là con xin đọc lại những cái danh sách đợt trước và danh sách đợt trước của những vị mạnh thường quân gửi. Quý vị mình cũng thông cảm cho thằng Hậu, tại vì mấy chục người gửi thì các tên nhiều khi biên nó hơi xê chịch chút đỉnh đó, mong rằng quý vị cũng quan hỷ cho. Và bây giờ cái danh sách mới đợt rồi đó là thằng Hậu gửi là 41.750.000 là danh sách. Vị thứ nhất là Kim Lộc ở Kế Sách,
là rút ra 30 triệu. Vị thứ hai là Nguyễn Tuấn Kiệt 1 triệu. Thứ ba là bạn Phúc 1 triệu. Thứ tư là bạn Xanh 1 triệu rưỡi. Thứ năm là Nguyễn Văn La, La hay là gì mà không có cái dấu cũng không biết luôn, 1 triệu. Thứ sáu là chị Thanh Thanh 1 triệu. Thứ bảy là Võ Thị Như ở An Giang 1 triệu. Thứ tám là Trần Văn Long 200 ngàn. Thứ 10 là bé Minh Thùy. Thứ 9 là bé Minh Thùy 11 tuổi 50 ngàn. Thứ 10 là Trương Thị Thái Ngân gửi 5 triệu cho hai tên sau, tức là chị Thái Ngân đó đó, gửi cho cái chuyển hai người, một là Nguyễn Thị Kim Em 4 triệu, thứ hai là Phạm Thị Thí Liễu 1 triệu. Đó là tổng cộng là 5 triệu của Trương Thị Thái Ngân đã gửi. Như vậy thì tổng cộng tổng danh sách 10 vị đó là 41 triệu 750 ngàn. Đó là đợt trước, mong quý vị mình cũng hoan hỷ ha. Rồi bây giờ đợt thứ hai. Dạ đợt thứ hai đây thì đợt thứ hai là tổng chi phí đó mấy chú nói còn 70 mấy triệu. Hôm nay chắc cái này là được luôn đó mấy chú ơi. Này 76 triệu 760 ngàn. Chắc cũng bằng rồi đó. Ngon rồi đó. Cái đó ngon là đó. Cái như là khỏi thở oxy nữa ha. Dạ. Ngon là đó rồi. Rồi 76 triệu 760 ngàn. Là với là 36 vị mạnh thường quân. Vậy hôm nay Thành Hậu sẽ đọc từng tự ha. Dạ. Rồi mời toàn thể quý vị mạnh thường quân cùng quý vị gần xa cùng mấy chú cũng theo dõi. Vị thứ nhất là Mai Thị Thu Hương. Mai Thu Hương chuyển ngày 25 tháng 5. Đó là 2 triệu. Tại vì nhiều khi quý vị mình chuyển mà cũng không để cái gì, để là gửi Thành Hậu thôi vậy cũng được rồi. Thì Thành Hậu là chuyên là làm từ thiện thôi. Dạ chứ không có làm gì khác hơn. Dạ vậy là Mai Thu Hương ngày chuyển ngày 25 tháng 5, 2 triệu. Vị thứ hai là Nguyễn Đình Trọng chuyển khoản Dương Trung Hiếu gửi Cẩm Giang ở Đài Loan là 4 triệu. Vị thứ ba là cô Sáu pháp danh là Diệu Hiếu ở quận 8 gửi 1 triệu. Vị thứ tư là anh Trọng ở USA gửi 100 đô đổi ra là 2 triệu 3. Vị thứ năm là Phan Thanh Nghiệp 1 triệu. Vị thứ sáu là Yến Oanh gửi 2 triệu và Phạm Thị Thê 1 triệu. Vị thứ bảy là cô Phượng gửi 2 lần, mỗi lần 500 ngàn là 1 triệu. Vị thứ tám là Dương Văn Hiếu 2 triệu. Thứ chín là Tô Sơn gửi cho 4 vị như sau. 1 là Trần Trung, 2 là Tô Chúa, 3 là Trương Ben, 4 là Lương Thơm. 4 vị này là gửi 8 triệu. Vị thứ 10 là Lê Cúc hay là Cúc Lê gì không biết, tại vì trong cái Zalo không biết có đổi lại hay không. Lê Cúc hay là Cúc Lê nha quý vị. Dạ là 11 triệu. 11 là Nguyễn Tuấn Kiệt 500 ngàn. 12 là Minh chuyển Zalo cho Nguyễn Thị Liễu là 3 triệu 650 ngàn. 13 là Phạm Ngọc Lợi 5 triệu. 14 là Dì Nguyệt ở Vĩnh Trinh 200 ngàn. 15 là Chí Dũng gửi cho mẹ là Huỳnh Kim Yến 1 triệu. 16 là Bùi Công Chánh gửi là 1 triệu 770 ngàn. 17 là Zalo cô Bảy là gửi 2 triệu. 18 là Tư Thủy gửi 500 ngàn. 19 là Úc Phượng gửi 100 ngàn. 20 Lý Hương Giang gửi 2 triệu. 21 là cô Đông Đỗ, cô Đỗ Thị Rết ở Úc. Đỗ Thị Rết ở Úc
là gửi tính ra tiền Việt Nam là 3 gửi là 3.540.000. 22 là ông Nguyễn Văn Kẹt. Kẹt. Mở lên đi. Nguyễn Thị Le là 1.500.000. 23 là anh David Nguyễn 1.300.000. Là hết. Dạ, anh David Nguyễn đó là 1.300.000 nữa là của anh hết. 24 là Zalo bé Thảo 2.000.000. 25 Lê Thị Lan Chi chuyển cho ba tên là Khang, Khương và Kha. Chuyển ba tên là Khang, rồi Khương, rồi Kha, ba tên là 2.000.000 nữa là hết. 26 là Phạm Thị Phước 2.000.000 và hết luôn. 27 là anh KT Canada, phần anh còn 600.000 nữa là hết. 28 hết là hết đại pháp. Dạ, 28 là một vị ở Tiền Giang giấu tên gửi 1.000.000. 29 Đinh Thị Thúy 1.000.000 nữa là hết. 30 là chị Loan An Giang 1.000.000. 31 là Đỗ Văn Lý 1.000.000. 32 là Hoa Trần 500.000. 33 là cô Năm Thật hay là Thất gì đó, tại vì không có cái dấu thật ha. Cô Năm Thật gửi 1.000.000 ban trị sự. 34 là Liêm hay là Liên gì đó gửi 2.000.000. Thì quý vị mình ai có tên Liêm hay tên Liên gì đó nha, dạ cũng không biết luôn, tại cái này không có dấu cũng không biết được, là gửi 2.000.000. 35 là Trương Thị Bảy gửi 2.000.000. 36 là Đê Nheo Nguyễn gửi là 100 đô, là 2.300.000. Rồi vậy là tổng cộng cái danh sách 36 vị Mạnh Thường Quân đã gửi cho Thành Hậu để làm công tác từ thiện xã hội, trong đó Thành Hậu sẽ rút ra một số quý vị mình rút ra và một số quý vị mình là hết luôn. Đó là trong đó là tổng cộng 36 vị là 76.760.000. Là hôm nay là ngày 29 à, ngày 19 mình hả? À. Bữa nay bữa nay là ngày 19 mình là nhằm ngày 1 tây em. 19 tháng 4 phải rồi. Rồi. Vậy thì hôm nay là ngày tính ngày âm lịch đó là ngày 19 tháng 4 năm Tân Sửu. Thì Thành Hậu có đến đây để gửi cho mấy chú ở tại ban trị sự ở thị trấn ở Cô Tô. Thì đây là 76.760.000. Đây là 50.000.000. 50 cái này 20 đó là 70. 70 này là 6.000.000. Rồi. Đây là 760.000 xin gửi cho chú. Dạ. Rồi mà mời chú mình cũng có đôi lời với chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Tôi thay mặt cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Cô Tô, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, xin chân thành cảm ơn các vị tịnh Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước có lòng hảo tâm giúp cho ban trị sự chúng tôi một số tiền để xây cất cái ban trị sự, là một niềm là hết sức là cảm ơn quý vị có cái tấm lòng hảo tâm lo cho đạo. Vậy thì tôi thay mặt cái ban trị sự nữa một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú Út, chú Ba, chú Sáu, thì hôm nay cũng một cái may duyên con cũng gặp được mấy chú, là vì cái tâm nguyện con cái người tu đó là ban vui và cứu khổ. Mục đích của người tu là chỉ nhiêu thôi. Đúng vậy. Mọi người đang buồn, mình đem niềm vui đến để cho mọi người. Thứ nhất, cái thứ hai, họ đang đau khổ thì mình mang cái đau khổ đó mình gánh bớt. Đó là đạo Phật, mục đích là vậy thôi. Đúng rồi. Dạ, vậy thì hôm nay Thành Hậu noi theo cái một cái dấu chân gọi là dấu Phật tổ, cần còn ghi rõ lắm.
chân chúng sanh càng bấm đi theo. Dạ thì hôm nay Thành Hậu đến đây để cùng với mấy chú để lo dĩ nghiệp của tổ thầy, để lo cho tương lai Phật Pháp, lo cho cái nền đạo của chúng ta được phát triển. Thế hệ mình đi qua còn thế hệ phía sau, nếu mà chúng ta không cố gắng, không hết lòng thì người sau đó là họ sẽ bị chùn bước. Giống như bây giờ mình là lớn, mình là đầu tàu, mình là đứng mũi, mà mình không hết lòng, không có cái tâm làm thì đàn em và phía sau nó không cố gắng. Dạ cho nên mấy chú là một tấm gương, mấy chú là cái to tàu đầu, mấy chú là một cái người đại diện. Thì Thành Hậu cũng mong rằng toàn thể tất cả mấy chú ở đây được có một tấm lòng đó, luôn luôn lúc nào cũng yêu thầy mến đạo, làm sao cho thầy vui thì bao nhiêu là được rồi. Như vậy thì Thành Hậu thay lời cho tất cả những vị mạnh thường quân ở đây, xin cầu chúc cho ban trị sự ở tại nơi khu vực Cô Tô này được đoàn kết nhất trí và lo cho chỉ nghiệp của tổ thầy, để trong tương lai mai hậu khi thầy về, lúc nào thầy cũng khen và thầy rất là hoan hỷ. Trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏ dạ thầy nó chốn mây rồng. Và phần thứ hai thì Thành Hậu không biết nói gì hơn, thay lời cho tất cả những cô bác anh chị em tín đồ ở nơi tại khu vực ở tại thị trấn Cô Tô, huyện Tịnh Biên, huyện Chi Tôn, An Giang, xin chân thành kính đến toàn thể quý vị lời biết ơn sâu sắc nhất. Và Thành Hậu cũng xin thầm nguyện ơn trên Đức Phật, Đức Thầy cùng các đấng trăm quan chư vị gia trì hộ độ cho toàn thể chư quý vị mạnh thường quân luôn luôn thân khỏe tâm an, phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, và nguyện đem công đức này để hồi hướng về bổ quyến gia đình của những vị mạnh thường quân được âm siêu dương thế, luôn luôn tinh tấn tu hành cho đến ngày tròn thành hạnh nguyện. Và đến đây Thành Hậu xin lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.